nhân dân tâm chính, là nữ giám đốc đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này của Liên đoàn Siếc Việt Nam. Bà cũng là giám đốc một đơn vị nghệ thuật được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Bà giữ trọng trách giám đốc Liên đoàn Siếc Việt Nam ba nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1987 đến năm 2004. Sau khi nghỉ chế độ, bà đảm nhiệm vai trò chủ tịch Liên tri hội Siếc Việt Nam đến nay. Gần 7 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, từ năm 1956 đến năm 2024, đội siếc trung ương, nay là Liên đoàn siếc Việt Nam, không chỉ góp phần khẳng định vị trí của siếc Việt trong hệ thống sân khấu nước nhà, mà còn nâng tầm vị thế của siếc Việt trên sân khấu siếc thế giới. Những thành quả đó đã gắn liền với các sự kiện quan trọng của đất nước qua các thời kỳ. Thời kỳ xây dựng đất nước, chống chiến tranh phá hoại, xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong sự nghiệp đổi mới của cả dân tộc. Để tìm hiểu rõ hơn về lịch sử và những thăng trầm của nghệ thuật siếc Việt Nam, với vai trò khó khăn, mang tính đặc thù của đội ngũ cán bộ, diễn viên, nhân viên nữ ngành siếc, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện kể của nghệ sĩ nhân dân tâm chính, người đã gắn bó cả cuộc đời với siếc Việt. Tôi là nghệ sĩ nhân dân tâm chính, nguyên giám đốc Liên đoàn siếc Việt Nam, hiện giờ là chủ tịch của Liên tri hội siếc Việt Nam. Thực sự ngành siếc hiện nay thì nói từ cái thời ban đầu ấy là chỉ có một cái uh, độ 10 người nhóm siếc thôi. Mà nhóm siếc đó là cái gọi là gánh siếc cũng được nhưng mà về sau nó, nó, nó thành lập lại thì là người mà đầu tiên ấy là cố nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Hiền. Thì là lúc đó là gọi là uh, từ cái đội siếc rồi là lên đoàn siếc rồi hiện nay là liên đoàn siếc Việt Nam và những cái bước đầu của cái đội xiếc thì gặp rất là nhiều khó khăn. Tự tự biên tự diễn, tự cung cấp rồi là phải trả lương cho các nghệ sĩ mà người ta là lúc đó là nó chưa phải là tuyển chứ gì đâu. Nó chỉ là tự nguyện thôi. Tự nguyện để vào cái ngành xiếc đấy thì lúc đó là tôi còn nhớ là cái người mà tập hợp được đó cái 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 đội siếc ban đầu ấy là cố nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Hiền, cố nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Hiền này ấy, thì thực sự ấy là à, ban đầu thì cụ là chỉ yêu thú thôi, yêu những con thú vật đấy, xong rồi cụ à, kêu gọi tất cả những các người mà yêu mến cái bộ môn dạy siếc thú, rồi những người mà yêu siếc thì lúc đó là ban đầu là cụ Tạ Duy Hiền này là cũng có những cái à, thành tích là cái người mà cũng là trong những người sáng lập ra à, có cái ngành siếc hiện nay. Tôi ấy thì à, cũng ngẫu nhiên vào siếc thôi. Năm 1961 ấy, à, khi mà vào đoàn siếc rồi ấy, thì thực sự ấy là xiếc à, lúc ấy thì vẫn cứ à, à, biểu diễn cái chương trình đó cũng không lấy gì làm phong phú lắm. Và cũng à, cứ diễn cái nhà bạc đấy nhưng mà cũng chưa có trường siếc đâu thì lúc đó là họ mới cho một cái lớp kèm cặp mà cái lớp kèm cặp đầu tiên ấy là có tôi ở đấy và cái lớp kèm cặp đó thì nó chỉ là độ à, gần một phần ba là nữ thôi còn đa số là nam vì họ cũng sợ vào ngành siết cũng không biết làm gì như tôi cũng thế thì đấy là cái lớp siết đầu tiên của ngành siết Việt Nam chúng tôi ban đầu là ở, ở Thanh Xuân khu Thanh Xuân đấy đường đường Hà Đông rồi đó về sau rồi mới chuyển lên là chuyển lên là khu văn công mai dịch ấy. đấy thì là như vậy là sau đó thì là bắt đầu có trường siếc rồi là à, đến lớp từng lớp từng lớp cứ vào thì tất cả cái đó là từ cái lúc mà đoàn siếc nho nhỏ là đội siếc lên đến đoàn siếc rồi lên đến liên đoàn siếc và có cái trường siếc việt nam ừ, trong cái lúc mà liên đoàn siếc thì là lớn lên thì là bắt đầu thành từ lúc thành lập liên đoàn siếc ấy thì nó có nhiều đoàn nhiều chương trình rồi tôi cũng được may mắn là từ cái chỗ làm diễn viên rồi họ là đưa lên là thành đội trưởng đội trưởng rồi là vừa biểu diễn rồi vừa đi biểu diễn những các cái vùng sâu vùng xa bắt đầu mà lúc mà có chiến tranh đó thì là các nghệ sĩ là phải đi phục vụ các đồng chí bộ đội đấy thì là một tốt là được đi chọn những cái tốp và gọn nhẹ như là biểu diễn nào thuật hay là tung hứng nhẹ nhàng thì trong đấy cũng có tiết mục của hàng giải khát của tôi là cũng đi như thế và lúc đấy là chúng tôi là chỉ đi là bằng cái cách là đeo cái ba lô và để đồ đạc ở trên đó sau ngày khi đến chỗ mà bộ đội đang chiến đấu hay đang ấy thì chúng tôi là giải một cái thảm ra gọi là cái chiếu cũng được cái thảm cũng được thì là biểu diễn cho các anh bộ đội xem chúng tôi xem thế thì thấy có một vài người ấy, người ta đứng nhưng mà người ta cứ chống đạn ấy người ta không, không không ngồi được vì bị thương đó thì các nghệ sĩ chúng tôi lại bảo ôi rồi thế thì bây giờ các anh không xem được như này thì các anh cứ ở trong bệnh viện đi xong đó rồi bọn chúng tôi là xong là sau khi diễn xong thì sẽ vào xong là diễn xong chỗ những ngụ pháo đấy chúng tôi lại vào những các cái chỗ mà cái 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 bệnh viện mà thương binh ấy đang nằm đi chữa người thì mất chân mất tay có người mất cả chân cả tay không? nhìn rất là 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 già thương nhưng mà rất là cảm phục các 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 anh ấy đã vì đất nước vì nhân dân để mà chiến đấu rất là may mắn thôi vì từ làm đội trưởng rồi lên đến đoàn trưởng nhưng mà vừa đưa đoàn đi biểu diễn thì lúc đó mà lại để lấy bổ sung một cái người để lên thay cái cái ông giám đốc mà nghỉ ấy thì họ lại giới thiệu tôi tôi đến gặp trực tiếp ông uh, nguyên bộ trưởng bộ văn hóa đấy Trần Văn Phát luôn đấy tôi bảo anh ơi nếu mà anh muốn bồi dưỡng cho em lên làm giám đốc ấy thì bây giờ anh phải cho em lên làm phó giám đốc đã chứ bây giờ mà lên mà làm giám đốc ngay thì em biết thế nào được. về của Liên đoàn để mà làm. Thì lúc đó là ông bảo thôi cô cứ cố gắng đi vì chúng tôi đã uh, thấy cái công việc biểu diễn nhưng mà cô lại biết quản lý đó. Thì ừ. chúng tôi đã theo dõi rồi. Và hiện nay là ở uh, Liên đoàn người ta cũng tiến nhiệm là bỏ phiếu cô rất là cao rồi. Thì chúng tôi sẽ đưa lên làm quyền giám đốc. Ôi rồi thế thì tôi bảo, ôi dồi ôi, thế thì sợ quá Thế ông bảo, thôi cứ về đi vì đã có bộ, có cục Có cái gì khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cô Sau khi lên là làm quyền giám đốc ấy Thì 6 tháng là họ đã xóa cái chữ quyền của tôi đi rồi Vì tôi nghĩ là mình là người nghệ sĩ mà lên làm giám đốc Thì thực sự thì là diễn viên thì cũng biết cái nỗi khổ của diễn viên và các nghệ sĩ thì họ cũng biết là bà này làm nghệ sĩ mà bà cũng vất vả cũng xông pha như mình thì chắc lên làm giám đốc là tốt đấy thì tôi mới thấy là các bạn cũng rất là ủng hộ mình và yêu quý mình như thế thì tôi bảo thôi mình phải cố gắng thì như thế là ở tôi làm ở giám đốc ấy thì tôi thấy là cái trước hết là phải làm thế nào để lo cho các cái nghệ sĩ đời sống nó phải ổn định nó khá đã và để nó ủng hộ được mình còn những các cái đồng chí mà trước đã làm giám đốc mà nghỉ hưu rồi ấy, thì có khi là các đồng chí cũng chưa đi đi sâu đi sát như mình bằng mình là diễn viên thì nói chung là lúc mới đầu lên thì sợ nhưng về sau đó thì tôi mới nghĩ ra là bây giờ muốn gặp gặp được tất cả mọi người ấy ở trong liên đoàn siếc thì phải nghĩ ra cái cách là gặp được thì tôi mới bố trí cái ngày sinh nhật hàng năm của mỗi người cứ trong một năm đấy thì có bao nhiêu người sinh nhật thì lo cho một chút quà nho nhỏ rồi mời các bạn lên phòng giám đốc đấy để nhận cái quà đó nhưng thực sự lên nhận cái quà đó thì chẳng qua để mình hỏi ý kiến người ta thêm á là thế nào cô làm được có được không vui rồi cô làm tốt lắm đấy cô cứ phát huy đi và đấy cô có lên làm thì à, chúng cháu này mới được gặp cô mà nó dễ dàng thế rồi lại có quà sinh nhật lại hàng năm mà được gặp giám đốc như này thì cứ từ đó dần dần ấy thì tôi cứ vừa làm và vừa uh, quan tâm đến các nghệ sĩ và các cái bộ môn hậu cần rồi cũng như là toàn thể những cán bộ công nhân viên trong toàn liên đoàn thì như vậy là tôi đã uh, làm cái giai đoạn mà đầu của giám đốc là rất là tốt thì đấy là cái 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 phần mà tôi được bổ nhiệm đến làm quyền giám đốc đấy ạ rồi là lên là uh, giám đốc chứ không qua phó giám đốc khi mà lên làm giám đốc ấy thì uh, chúng tôi là coi như vẫn biểu diễn cái nhà bạc sách nát ấy ở ngay ở công viên thống nhất đấy thì phải nói rằng là uh, tôi cũng thấy là nghệ sĩ rất là khổ và như thế làm nào mà mình 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 có được cái dạp cứ nung nấu cái đó nhưng mà rồi mãi cũng chưa có cái dạp được thế rồi là cũng là uh, tôi biểu diễn nghệ sĩ nhưng mà thực sự thì cũng hoạt động công tác xã hội rồi các bạn ấy cũng uh, yêu mến thì đưa vào chấp hành trung đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh Thế là tôi cũng làm ở trong ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ba khóa liệt. Thế thì cũng rất là may mắn vì mình là nghệ sĩ và coi như là mình lại tham gia công tác xã hội và để được ở trong ban chấp hành như thế. Thì thường thường là ban chấp hành Trung ương Đoàn ấy là người ta họp hành thì cứ có các đồng chí lãnh đạo lớn đấy. Thế thì một hôm họp ban chấp hành thì lúc đó là đồng chí Phạm Văn Đồng đó là đến dự rồi là các đồng chí lãnh đạo đến dự thì đồng chí bí nói là bây giờ đến đi dự thì các các cháu là có ý kiến gì thì mọi người là đồng chí bí thư lúc đó là anh Vũ Quang đấy anh Vũ Quang rồi đến anh Vũ Mão thì họ đã phân công những người được phát biểu ở trong cái hội nghị rồi nhưng mà riêng tôi thì cũng không phải là quan trọng nhiều trong ban chấp hành nhưng mà có khi là cơ cấu nhưng mà mình thì là nghệ sĩ cho nên mình không được phát biểu phân công đâu nhưng tôi cứ mạnh dạn tôi bảo Bác bà thế còn ai ý kiến gì nữa không thì uh, phát biểu đi để kết thúc thế thì uh, anh uh, anh vũ mão lúc ấy bảo uh, uh, không có xem còn ai thế là tôi giơ tay tôi xin phát biểu luôn thế thì uh, ông vũ mão ông ấy ông bảo cái okay, cô bé này sao lại ở uh, siếc mà lại mạnh dạn thế có phân công cô đồng mà cô phát biểu nhỉ thế xong uh, lúc đó thì ông uh, bác phạm văn đồng với lại lúc đó là mới mới bảo là thế thì cháu muốn nói gì nói đi thế là tôi nói với bác ơi thưa bác là thực sự cháu ở siếc cháu cũng may mắn được tham gia chấp hành trung ương đoàn thì cháu cũng uh, tranh thủ lại được may mắn lại được gặp các đồng chí lãnh đạo như này chứ nếu cháu không ở ban chấp hành uh, trung ương đoàn thì không bao giờ được gặp thì cháu chỉ mong muốn là này, này. các nghệ sĩ của chúng cháu ở siếc ấy, thì khổ lắm mà hai nữa là cái bộ, bộ môn nghệ thuật siếc này ấy, thì nó cũng mang tính chất quốc tế đó bác ạ à. vì nó không cần phải lời nói mà cũng rất là dễ xem, mà bọn cháu thì thấy là ở uh, xiếc uh, là hiện nay cứ có cái nhà bạc sách như vậy, mà có khi là nhiều uh, uh, khách quốc tế đến xem mới là uh, nhà bạc nó rột, còn phải đội nón nữa, rồi cái sàn ở dưới để gốc dép rồi còn trẻ con nó còn lấy guốc xếp ở dưới nữa thì lúc ấy là cái nhà bạc nó cũng ở công viên đấy, cũng vất vả khó khăn lắm. Tôi bảo bác ơi nguyện vọng của các nghệ sĩ, ấy, chúng cháu chỉ muốn là được xây cái dạp xiếc thôi thì để là à, biểu diễn phục vụ không những trong nước mà khách quốc tế họ đến thì họ hiểu Việt Nam hơn đến lúc cụ kết thúc ấy thì cụ bảo là bây giờ dạp siếc cũng chưa phải là quan trọng nhiều công trình nhiều những cái cơ sở lớn còn quan trọng hơn ấy thì nhưng mà ý kiến của cái cô mà làm xiếc đấy mà nói như vậy thì để chúng tôi về xem xét suy nghĩ đang buồn đi ra thì cuộc họp ban chấp hành ấy giải tán thì thấy anh vũ mão lúc đó đấy anh mới bảo là bắt đồng hỏi là cái cô vừa rồi là phát biểu mà sinh cái dạp chưa ấy chưa, là, chưa được dạp xiết thì ra đây chụp ảnh với chúng tôi một tháng sau đó thì là bộ văn hóa ấy mới bảo này cô tâm chính phát biểu ở trong hội nghị như thế là rất là trúng ấy rất là được đấy ừ. 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 thế ạ à? bây giờ là người ta đã quyết định là xây cái dạp xiếc trung ương rồi đấy ôi giời ơi thế thì lúc ấy mừng quá đi thế thì bảo thế ạ à? nhưng mà đâu có phải mình ý kiến cháu bảo không nhưng mà cô dám mạnh dạn cô nói thế thì nói vào nằm trong kế hoạch được chứ nếu không thì làm sao có cái giặt xiếc đấy thế thì phải nói là về như thế thì bộ nói nói thế thì tôi rất mừng thì tôi nghĩ bảo đấy thế là mình cũng 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 có tiếng nói rồi đấy nhỉ thì vì mình là nghệ sĩ mà thì nếu mà không tham gia những các cái công tác đoàn thể, không tham gia công việc xã hội thì có lẽ cũng không bao giờ được gặp những đồng các đồng chí lãnh đạo như vậy.